Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mở tung cửa sổ đón ông mặt trời. Trời là trời, cuối cùng thì trời cũng sáng rồi các bạn ơi. Vậy là đã đến lúc mình được ăn sáng rồi. Trời đói bụng muốn chết luôn á trời. Thì các bạn coi bên ngoài kìa, có mấy con heo mập ơi là mập luôn. Hôm nay Phong sẽ làm một món gọi là thịt heo, gọi là nướng siêu ngon nha các bạn nha. Ok ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài để mình gọi là làm thịt mấy con heo nè. Trời ơi, sau một thời gian nuôi nấng các kiểu thì con heo đã mập quá trời mập luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cà rốt nè. Đây, lấy cà rốt nha. Với lại lấy một cái rìu nè. Ok, heo ơi, lại đây anh cho tụi mày ăn nè. Đấy, ok. Trước khi mình làm thịt bọn nó thì mình phải cho bọn nó đẻ con đã bạn ơi. Mình sẽ cho bọn nó ăn nè nha. Đó, đẻ con ra nè. Thì mình sẽ có heo để mình nuôi tiếp nha bạn. Chứ mình không nên gọi là giết hết nha. Không thôi là không còn heo để mình nuôi đâu. Ơi bạn ơi, tính ra trong đám này các bạn có 5 con heo, có 4 con heo nó yêu nhau, còn một con heo nó FA các bạn ơi, tội nghiệp nó quá. Thôi FA kệ mày luôn, tao không quan tâm. Ok, rồi bây giờ mình sẽ giết mấy con heo to nha các bạn nha, mấy con heo này lớn cái nè. Đấy, mấy bạn đừng có bảo là Phong ác hay gì nha. Nói chung là con gì mình nuôi nó lớn lên thì mục đích của mình cũng chỉ là để làm thịt thôi, bạn hiểu không? Đấy, bạn nào mà bảo rằng là bạn chưa bao giờ ăn thịt heo đi, bạn nào kêu vậy là mấy bạn xạo rồi, hiểu không? Ok, giết nè. Đấy, giết hết con heo bự chừa mấy heo con lại cho nó lớn nha các bạn nha. Ok, ấy ok, quá trời thịt heo luôn bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem thịt heo vô trong nhà để mình nấu ăn nè. Ten. Ok mấy bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã nướng xong gọi là mấy miếng thịt heo lên rồi các bạn ơi. Bạn thấy mình ghê không? Mình lấy mấy miếng thịt heo xong mình ráp lại thành nguyên một con heo luôn. Bạn thấy gọi là ảo diệu các bạn. Đấy, mấy bạn thấy gọi là cực kỳ vô lý nhưng mà hết sức hợp lý không? Đấy đó, mình đã lấy mấy miếng thịt heo sau đó mình ráp lại thành nguyên con heo quay to đùng luôn nè các bạn ơi. Ok, rồi bây giờ sẽ ngồi trong ghế nè mà chúng ta cùng nhau ăn thịt heo nha. Trời ơi, nhìn con heo nó ngon gì đâu luôn các bạn ơi. Ok rồi, để mình thử một miếng thịt heo coi thịt heo mình nướng có ngon không nha các bạn nha. Thử nè, nhầm. Wow, trời ơi, thịt heo tôi nấu là siêu ngon luôn á mấy bạn ơi. Ok, có bạn nào thích ăn thịt heo giống như Phong không? Nhớ bình luận cho Phong biết nha các bạn nha. Thịt heo mà kho lên sau đó ăn chung với cơm mấy bạn, ngon dễ sợ ngon luôn á trời. Ok, rồi, không nói nhiều nữa. Bây giờ là Phong sẽ gọi là ăn hết nguyên con heo luôn cho các bạn thấy rồi là sức mạnh của Phong nè. Phong là người ăn cực kỳ khỏe luôn nha. Bây giờ Phong chỉ cần đếm 1, 2, 3 cái là Phong ăn hết nguyên con heo cho các bạn coi nè. 1, 2, 3, nhầm. Đó, mấy bạn ơi, bạn thấy ghê chưa? Mình chỉ cần đếm 1, 2, 3 thôi là mình ăn hết nguyên con heo quay luôn bạn ơi. Bạn thấy Phong ăn khỏe không? Ê, trời, ăn no quá bạn ơi. Nhưng mà bây giờ no thì phải làm cái gì vậy ta? Bình thường á thì ông bà chúng ta hay bảo rằng là no là phải đi tập thể dục để cho nó tiêu đồ ăn, hiểu không? Nhưng riêng Phong thì người ta thường bảo là căng da bụng thì trùng da mắt. Tự nhiên ăn xong no rồi cái giờ Phong buồn ngủ quá. Có nên đi ngủ không ta? Ba mẹ Phong hay nói á là ăn xong rồi đi ngủ rồi trước sau gì cũng trở thành con heo luôn. Trời ơi trời, nghe thấy ghê quá rồi. Nhưng làm sao có chuyện đó được? Người làm sao biết thành heo được, đúng không các bạn? Cho nên là bây giờ Phong quyết định giờ chắc là Phong đi ngủ trước đi ha, tí nữa ra tập thể dục sau. Ok, vậy đi cho nó hợp lý. Ok, đi ngủ xong rồi tí nữa tập thể dục nha bạn. Ê, ngủ thôi. Ê, nằm xuống cái giường mà cảm thấy thoải mái quá bạn ơi. Đúng là ăn no xong ngủ sướng thiệt chứ. Thôi giờ Phong ngủ đây. Ngủ ngon quá. Nhầm trời, không biết là mình ngủ được bao lâu rồi ta. Sao trời vẫn còn sáng trưng vậy trời. Trời. Ủa, cái gì đây? Hả? Ủa, ôi trời ơi, cái gì vậy? Có phải là do mình nằm ngủ nhiều quá xong rồi mình bị ảo giác không ta? Sao tự nhiên cái mặt của mình biến thành con heo rồi? Ủa cái gì kỳ vậy? Ủa hoang tử. Hả? Có chuyện gì xảy ra vậy? À, trời mấy bạn ơi, sao tự nhiên mình bị biến thành con heo vậy bạn? Có chuyện gì xảy ra vậy trời? Ủa, hay là mình đang nằm mơ ta? Đúng rồi, nhiều khi là mình đang nằm mơ bạn ơi. Đúng rồi. Ai, để mình thử coi, mình đụng đầu mình vô trong tường coi có thấy đau không? Ây da, ui trời, đau quá mấy bạn ơi. Như vậy không phải là mơ rồi, cái này là thật coi. Ủa mà sao tự nhiên mình bị biến thành con heo vậy trời? Ủa mấy bạn ơi, chẳng lẽ ba mẹ mình nói là có thật hả trời? Ăn xong rồi đi ngủ rồi sợ bị biến thành con heo thiệt hả trời? Hả? Cái gì vậy? Không chịu đâu. Tôi là Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Mà tự nhiên giờ biến tôi thành con heo là sao trời?
trở lại tôi Thành Phong cận đẹp trai đi, tôi không muốn làm con heo đâu. Trời ơi, trời. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Bị biến thành con heo xấu xí rồi. Tôi không muốn làm heo đâu. Giờ làm cách nào đây ta? Đúng rồi, đúng rồi. Hay là bây giờ mình ra ngoài mình hỏi mọi người trong Hero Team coi có ai cứu được mình không? Chứ giờ mình bị biến thành con heo rồi. Ai tự nhiên hại mình vậy trời? Ok, bây giờ mình biến thành con heo rồi. Giờ mình không mở cửa được mấy bạn ơi. Giờ sao trời? À đúng rồi, mình sẽ dùng cái đầu của mình hút bể cửa luôn. Ôi trời, mình hút cái cửa nó mở ra luôn bạn ơi. Ok, rồi cái cửa mở đây. Ê, trời ơi, vẫn còn cửa đó hả? Hút tiếp. Ok, mở cửa được rồi bạn ơi. Chạy ra ngoài thôi. Ủa? Hello chàng trai. Nhìn dễ thương mỏng mỉm vậy ta. Ủa, cái bà kia, cái bà kia, bà là ai mà tự nhiên bà đứng trước nhà tôi rồi bà biết tôi là con trai? Ủa, tính ra tôi biết thành con heo rồi mà sao bà vẫn nhận ra tôi là con người vậy? Từ xin tự giới thiệu, tên chị là Simi. Lộn, trời, có anh tự xem phim anh. Trời ơi, xin tự giới thiệu, tôi là phù thủy, ghê chưa? Cái gì? Phù thủy? Trời ơi bạn ơi, phù thủy à? Có khi nào mình bị biến thành con heo là do bà phù thủy này không ta? Ủa, cái bà kia, có phải do bà này, là bà là người biến thành con heo đúng không? Nè nè, đừng có ăn gian nói dối nghe, ta không hề biến ngươi thành con heo mà do chính ngươi là tự biến thành con heo, hiểu chưa hả? Ủa, sao tự nhiên tôi tự biến thành con heo được? Tính ra tôi đang là con người đẹp trai, tự nhiên tôi biến thành con heo chỉ có thể là do bà dùng phép thuật mà biến tôi thành con heo thôi. Ta chỉ xuống cảnh cáo với ngươi thôi, hiểu chưa? Lý do ngươi biến thành heo biết vì sao không? Để ta kể cho mày nghe, muốn ủa, không? Tại sao tôi lại biến thành con heo? Tại vì á, ngươi ăn rất nhiều thịt heo đúng không? Xong ngươi đi ngủ đúng không? Hả? Đúng rồi. Sáng nay có ngươi đúng không? Đó, những con người lười biến như ngươi thế nào cũng sẽ biến thành heo thôi, hiểu chưa? Do ngươi lười biến không chịu tập thể dục thể thao gì hết á, hiểu chưa? Ủa? Tự nhiên tôi không tập thể dục thể thao thì liên quan gì đến bà? Xong tự nhiên bà phù phép biến tôi thành con heo vậy? Tại vì tôi thích được không? Những con người lười biến như ngươi xứng đáng trở thành heo chứ không xứng đáng làm người, hiểu chưa? Ủa? Gì kỳ vậy? Vậy bây giờ bà phù thủy xinh đẹp ơi, làm ơn biến tôi lại thành con người đi. Tôi không muốn làm heo đâu. Giờ làm cách nào ơi, tôi thành người? Giống nói dữ, khen tôi xinh gái thích rồi đó. Thích rồi đó nha. Rồi bây giờ ngươi muốn biến thành người đúng không? Đúng rồi, tôi muốn biến thành người, không muốn làm heo đâu, không chịu, không chịu. Có một cách duy nhất thôi ngươi có thể biến thành người thôi, đó chính là tìm một nàng công chúa hôn vào trên má ngươi thì ngươi sẽ hóa thành một con người bình thường. Còn cách nào thì ta không biết. Ủa? Đi tìm đi. Gì kỳ vậy ta? Tính ra là sao tôi nghe giống như câu chuyện hoàng tử ếch quá vậy? Một chàng hoàng tử bị biến thành con ếch, phải được một nàng công chúa hôn một cái thì mới biến thành người. Ủa? Vậy là bây giờ là tôi phải tìm một nàng công chúa gì đó hung lên má tôi thì tôi mới biến thành người hả? Đúng rồi, còn nếu không ngươi sẽ mãi mãi biến thành những con heo như trong kia. Ủa? Không được đâu, tôi không muốn làm mấy con heo này đâu, nhìn xấu xí quá. Với lại là heo sẽ bị con người làm thịt á, tôi không chịu bị làm thịt đâu. Bây giờ, à đúng rồi, hay giờ bà phù thủy hung tôi cái tôi biến thành người ấy. Ngươi thấy ghê hà, ta có hoàng tử của ta rồi, đừng có dụ ta, đừng nghĩ ta đẹp gái mà dễ dụ nha. Không có đâu nha cưng, mơ đi nha thôi, bye bye nha. Ơi, bà phù thủy ơi, bà đừng đi, bà đợi tôi với. Ơi chết ơi bạn ơi, giờ sao đây? Giờ là mình phải kiếm một nàng công chúa chịu hung mình hả trời? Tính ra là mình là con heo mà mình lúc đầu mình là phong cận đẹp trai đi thì công chúa còn mê mình. Còn giờ mình biến thành con heo rồi, ai thèm hôn lên má mình nữa trời. Ôi là trời, tính ra là nhìn mặt mình thấy ghê ấy mồ, ai thèm hôn mình. Trời giờ sao đây, tôi không muốn làm heo đâu. Trời ơi là trời, bây giờ biết kiếm công chúa ở đâu mà ra bây giờ? À đúng rồi, hay là bây giờ mình nhờ mèo Simi ta? Đúng rồi, nhờ mèo Simi. À mà khoan từ, không được các bạn ơi. Tính ra là mèo Simi gọi là có Chiron rồi. Bây giờ mình mà gọi nhờ mèo Simi chắc Chiron gọi là làm thịt mình luôn á các bạn. Trời ơi trời, không được. Như vậy là không được. Hay, bây giờ cách nào ơi ta? Tôi muốn kiếm một nàng công chúa. Chà. Mệt quá, không sao, phải cố nhảy. Chị Ca Mui, chị Ca Mui đang tập thể dục mấy bạn ơi. Trời trời, đúng là một cái người gọi là sao ta? Đúng là một cái người gọi là siêng năng tập thể dục thể thao bạn ơi. Chứ không thôi là Ca Mui biến thành con heo giống như mình rồi. Trời ơi, kỳ này về mình phải tập thể dục thể thao lại mới được. Để mình lại, mình nhờ chị Ca Mui, đúng rồi ha. Chị Ca Mui cũng là con gái mà. Đúng rồi, mình nhờ chị Ca Mui được mà ta. Chị Ca Mui ơi. Chị Ca Mui. Ủa, ai gọi á?
Em nè, em nè, em nè, chị không thấy em hả? Em đang đứng trước mặt chị nè chị ơi. Em nào? Em ở đâu? Em nè, trời ơi, bà không thấy mình các bạn ơi. Nè, em nè, con heo to đùng ở trước mặt chị nè. Cái gì vậy, con heo biết nói anh trời? Hả? À, không phải, không phải đâu. Em không phải là con heo biết nói đâu, chị đừng hiểu lầm. Em là Phong Cận nè, chị không nhận ra em hả? Phong Cận từ cả heo lên là lên mặt đất rồi thành con heo hả? Trời tàu lao, không phải không chị ơi, em là cá heo chứ không phải là con heo nha. Nhưng mà chị biết sao không, do là sáng nay em ăn thịt heo xong á, cái đầu em không chịu tập thể dục hay gì hết, em đi ngủ luôn. Xong cái bà phù thủy bà thấy em lười biếng quá, xong bà biến em thành con heo luôn chị ơi. Bây giờ chị làm ơn giúp em đi. Sao sao chị cười? Anh xong mà đi làm cành luôn thì bị biến thành heo là đúng rồi còn gì nữa. Nhìn chị đây này, chị vẫn đang còn đang tập thể dục thể thao để giờ gọi là không bị béo quá đây này. Hay chà, ôi chị tập chà. Thể dục hả? Chị tưởng em không tập được hả? Chị coi em nè, em biến thành con heo rồi nhưng em vẫn tập được nha. Coi em nhảy nè. Đâu nhảy, nhảy thử xem nào. Trời ơi. Trời, xe không nhảy qua được. Xe không nhảy qua được. Ôi, thấy không? Nhìn chị lại nhảy một phát qua luôn. Hay. Trời ơi. Chết rồi bạn ơi, chắc là do mình biến thành con heo cho nên bây giờ chân mình ngắn quá, mình nhảy quá không được các bạn ơi. Trời. Ủa, vậy có nghĩa là mình sẽ lùn hơn chị Ca Mui luôn hả? Không chịu, không chịu, không chịu. Ôi. Ờ, khoan. Ủa nhưng mà sao em lại ủa có cái gì đó sai sai từ nãy giờ nha? Em bị biến thành heo này thì bảo thế thì em không không làm người được hả? Không phải đâu, em biến thành heo nhưng mà em vẫn có thể trở thành con người được. Cái cách để có thể giúp cho em biến thành con người á chị rất là đơn giản luôn, rất là dễ luôn, cho nên là chị hãy giúp em nha. Cách này rất là đơn giản thôi. À, đó chính là bà phù thủy bà nói á là khi mà em biến thành con heo rồi đó thì cách để cho em trở thành con người chính là cần phải tìm một nàng công chúa gọi là trao cho em một nụ hôn ở trên má, hiểu không? Hôn lên má em đó. Thì em sẽ biến thành con người. Sao? Ờ thế liên quan gì đến chị? Ờ thì bây giờ chị cũng là con gái mà, thì công chúa cũng là con gái thôi. Cho nên là bây giờ em muốn nhờ chị Ca Mui có thể nào hy sinh hôn lên trên má em một cái để cho em có thể biến thành người được không? Nói gì vậy Phong? Phong ơi, em nói gì vậy Phong? Hả? Em có biết là người yêu thì còn chưa có thì làm sao mà chị đi hôn lên má em được hả trời? Ủa có sao đâu, bây giờ em đâu là Phong Cận đâu, giờ em là con heo mà, chị có thể nào hy sinh được không? Tất nhiên là không rồi em, lấy đâu ra kiểu đấy hả, không bao giờ có chuyện đấy đâu nha. Chị phải giữ cái là nụ hôn này của chị, đến là đến khi mà chị tìm được người yêu thì chị hôn người yêu. Chứ không có chuyện là chị hôn đi cùng một con heo này, chán cái gì vậy Phong nữa gì đấy. Tìm người khác đi nha, không có đâu nha, không là Phong nha. Giúp em đi chị, giúp em đi. Không. Trời ơi, trời chết rồi bạn ơi, giờ Ca Mui chị của mình còn không thèm giúp mình nữa thì ai giúp mình bây giờ? Chết tôi rồi. Trời ơi là trời, bây giờ nhờ ai đây mấy bạn ơi? Ca Mui không đồng ý. Giờ nhờ ai bây giờ ta? Bây giờ trong game giờ mình nhớ là còn có mỗi mình Ca Mui à, mọi người đi đâu hết trơn luôn rồi. Mà khoan từ để mình xem coi. Ui, vẫn còn Sammy mấy bạn ơi. À, trời ơi trời. Sao tự nhiên mình lại quên Sammy ta? Đúng rồi ha, tính ra là hồi sáng nay Sammy cũng có vào trong game Minecraft mà. Đúng rồi, vậy là bây giờ Sammy vẫn còn đang online game. Hợp lý. Để mình chạy qua nhà Sam mới được. Sam ơi, trời ơi trời. Hy vọng lần này Sam sẽ giúp mình đó bạn ơi. Ok. Để mình nhấn chuông nè. Tinh tinh. Sam ơi. Sammy ơi. Xuống liền, shipper tới hả? Sam ơi. Sam ơi, tôi nè. Tôi nè. Có gì đâu. Tính ra bà thấy tôi xong bà đóng cửa lại luôn mấy bạn ơi, cái bà này. Trời ơi, tinh tinh. Sam ơi. Ủa, ai vậy ta? Ai vậy? Tôi nè. Bà không thấy tôi hả? Tôi nè. Ủa? Ôi, con heo biết nhảy vui vậy? Hello. Ơi, tôi không phải là con heo nha. Trời, tính ra bà cho mình cà rốt để mình ăn luôn bạn ơi. Tôi không thèm ăn cà rốt. Ủa, sao heo biết nói vậy? Gì ghê vậy? Tôi không phải là con heo. Tuyên bố với bà, tôi là Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây. Tôi không phải là con heo. Cái gì? Ông là Phong Cận nè, quắc tờ. Cái gì vậy Phong? Đúng rồi. Tôi là Phong nè. Sam ơi, làm ơn ơi, rồi cứu tôi Sam ơi, tôi bị biến thành con heo rồi. Trời ơi, lâu tôi thấy Phong Cận biến thành heo. Trời ơi, nhìn thương quá ta. Em bị
bây giờ ông biểu tình heo thật luôn đi Phong. Đỏ đỉ này dễ thương hơn, hợp lý không? À, dễ thương cái đầu bà. Bộ bà muốn bạn trai của bà là thành một con heo mập như thế này hả? Không được, tôi không thể nào làm heo được. Cái bà này kỳ quá. À, bà làm ơn bà giúp tôi biết thành người hay sao? Mà sao tôi biết ơi giúp làm thế nào để biến ông thành người? Sao tôi biết nè, được? Nè, hồi nãy á tôi có gặp bà phù thủy. Thì cái bà phù thủy này bà nói á là nếu như mà muốn tôi biến thành người á thì phải có một nàng công chúa gọi là hôn lên trên má tôi một cái thì tôi mới biến thành người được, giống như là hoàng tử ếch vậy đó, hiểu không? Công chúa hả? Đúng rồi. Bây giờ công chúa đâu ra? Trời trời, tôi người thường mà phải công chúa đâu? Không. Rồi đó. Đối với tôi, Sam luôn là công chúa của tôi, hiểu không? Ủa vậy luôn hả? Đúng rồi. Là bây giờ tôi hôn lên má ông cãi lâu biến thành người được luôn. Đúng hả? Rồi, đúng rồi, giúp tôi. Tôi muốn biến thành người, tôi không muốn làm heo, không muốn làm heo đâu. Bây giờ bà giúp tôi, tôi tặng cho bà bông hoa nè, tặng bà bông hoa. Đâu trời ơi, ông tặng bông hoa gần nhà tôi sao vậy? Hoa của tôi mà vô duyên quá. À. Nhưng mà tôi sợ, trời trời tôi không hôn được đâu. Ủa gì kỳ vậy? Sợ vậy? Tôi sợ heo, tôi không dám hôn anh heo, nhìn thấy heo ghê lắm. Tính ra mặc dù là tôi biết hành heo nhưng tôi vẫn là con heo đẹp trai nhất trong đoàn, bà hiểu không? Đấy. Nghe nhau, bây giờ ông tắm đi bây giờ chứ ông phải tắm chứ tôi cho chắc là ông dính sình sao? Đó tắm trời đi. Ơi, tôi rồi, biết hành heo. Đừng nghe nha, không giúp nhích nha. Ủa bà làm gì vậy? Sao tự nhiên bà quăng cái cây vô người tôi làm vậy? Rồi ok, rồi đừng ra nha. Rồi đừng yên, không để tôi đang giúp ông mà. Trời trời. Tin tôi đi, tôi đang giúp ông. Rồi đây, đừng yên nha. Rồi, đi nè. Okay. Rồi, ok. Ủa Sam ơi, bà đang tính nấu nước nóng lên cho tôi tắm á hả? Ông có thịt heo ăn không? Cái gì? Trời ơi mấy bạn ơi, Sammy ác quá à. Sammy tính biến mình thành thịt heo luộc các bạn ơi. Trời ơi, trời cái gì vậy? Sam, tôi không ngờ. Tôi không ngờ bà lại là con người như vậy. Bà nở biến tôi thành heo. Thôi tôi đùa thôi. Tôi giận không? Mới khóc kìa. Thôi, tôi đùa thôi. Thôi tôi nói nè, bây giờ hôn đi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là bà phù thủy kêu á là bà phải hôn bên má tôi một cái thì tôi sẽ biến thành gọi là con người lại, hiểu không? Bây giờ nè. Thôi, bây giờ bà muốn hôn lên trên mũi tôi cũng được, vậy cái mũi tôi nó to. Thôi, trời ơi, nhìn mặt ông kiểu là hồi lúc trước ông đẹp trai nhìn quen mà nhìn mặt ông xấu dễ sợ luôn, nhìn không quen luôn á, còn mắt lé đó trời. Nhìn nè. Đợi tôi đẹp luôn. Đợi tôi. Giờ làm ơn ơi, giúp tôi. Rồi bây giờ ông lên cái vlog lại đi, ông lùn quá à. Nó lên được không? Rồi. Trời ơi. Ghê quá. Ôi, giờ hôn đi má đúng không? Nè, má nè, hôn đi. Hôn một cái ơi. Hôn một cái ơi. Cho tôi biết rồi. Trời ơi, trong cuộc đời của tôi phải hôn một con heo luôn á Phong. Trời ơi, ghê quá. Sam ơi, tính ra tôi biết hành heo nhưng tôi vẫn là phong cận của bà nè. Làm ơn đi, hôn cái thôi. Rồi. Hôn cái đúng không? Rồi. Rồi. Tại nhìn mặt ông ghê thật mà. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Mua. Rồi được chưa? Biến lại thành người. Ủa khoan, tại sao tôi không biết thành người ta? Tính ra bà hôn chưa chúng mà. Mà phải hôn chúng chứ. Rồi. Mua. Được rồi. Mấy bạn ơi, người của mình đang tách ra nè. Ui. Trời ơi mấy bạn ơi, mình biến thành người lại rồi. Wow, trời ơi mấy bạn ơi, mình đã trở lại. Ủa gì vậy? Sao mà Sam má xỉu rồi? Ủa gì vậy Sam? Trời ơi, tôi bị sốc Phong ơi. Tính ra là tôi mặc dù tôi biến thành con heo nhưng tôi vẫn là phong cận đẹp trai của bà nè. Tôi trở thành phong cận đẹp trai nè. Làm gì bà hôn tôi cái xong bà xỉu vậy? Trời ơi, hôn một cái muốn xỉu luôn á trời. Hôi rành. Ơi tắm mà con không kỳ hứa gì vậy? Ơi tính ra là một tháng tôi tắm 2 lần lận á nha, không phải ít đâu nha. Ok. Ủa mấy bạn ơi, như vậy là mình đã biến thành người rồi. Trời ơi, mừng quá trời quá đất luôn. Ủa mấy bạn thấy không, mấy bạn nhớ nè, khi mà mấy bạn ăn xong á thì bạn nhớ là phải tập luyện thể dục thể thao để cho sức khỏe mấy bạn tốt hơn, với lại là không bị béo phì nha mấy bạn nha. Thấy không, Phong lười biến quá, xong bà phù thủy bà ghét quá, bà biến phong thành con heo luôn. Bạn nào mà gọi là ăn uống xong mà không chịu tập thể dục thể thao cho sức khỏe dồi dào á thì bạn á trước sau gì cũng bị biến thành con heo mập thôi. Cho nên là nhớ tập luyện thể dục thể thao nha mấy bạn. Ôi trời, may quá, may mà gọi là có Sam không thôi tôi làm con heo suốt đời luôn các bạn ơi. Ôi thôi rồi, cảm ơn Sam nha, tôi về đây. Thì giờ anh cho tôi cái gì chứ? Thì hôn ông cậy rồi, ông cho tôi với đã. Ok, bây giờ là bà hôn tôi một cái đúng không? Bây giờ tôi hôn lại bà được không? Thôi.
Không chịu. Không chịu đâu. Vậy đi, về nhà đi. Ok mấy bạn ơi. Vậy là mình đã biến thành người rồi. Mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy video này hay không nào? Nếu như bạn thích video này thì đừng quên là hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Sammy Kamui và tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì Hoàng Tử Heo bye bye và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Ở có khi nào từ bây giờ mấy bạn không gọi mình là Phong Cận nữa mà mấy bạn gọi mình là Hoàng Tử Heo luôn không ta? Thôi từ nay mình sẽ không ăn thịt heo nữa, mình sẽ thả mấy con heo ra. Thôi bây giờ anh sẽ thả tụi mày ra nè, tụi mày đi đi, không ăn thịt tụi mày nữa đâu. Trời ơi, trời sợ quá trời sợ rồi. Bye bye mọi người nha.